Trước khi thông báo vỡ nợ, diễn viên Quách Ngọc Ngoan hoạt động nghệ thuật dè dặt, dành phần lớn thời gian cho Vân Tược. Sau khi ly hôn diễn viên Lê Phương năm 2015, Quách Ngọc Ngoan gắn bó, chung sống như vợ chồng với doanh nhân Phượng Chanel. Cả hai sống trong một căn biệt thự màu trắng ở thành phố Hồ Chí Minh, được xây theo kiến trúc hiện đại với cây xanh bao quanh. Tuy nhiên, tháng 4 năm 2021, Phượng Chanel tuyên bố chia tay Quách Ngọc Ngoan sau 6 năm gắn bó. Quách Ngọc Ngoan cho biết, anh và bạn gái cũ xem nhau như bạn bè, vẫn giữ liên lạc để trao đổi tình hình của con gái chung 5 tuổi là bé Sumi. Hiện bé Sumi sống cùng mẹ ở Hà Nội. Quách Ngọc Ngoan cho biết, anh thường ra Hà Nội thăm con hoặc đón bé vào miền Nam chơi với gia đình bên nội. Sau khi chia tay Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan dành phần lớn thời gian phát triển trang trại. Diễn viên tiết lộ, từng mua mảnh đất rộng 1 hecta làm trang trại ở huyện Đầm Rơi, Cà Mau. Tôi là anh nông dân mê trồng trọt, thả cá, chăn nuôi. Đó là vườn địa đàng bình yên để tôi thư giãn, suy ngẫm nhiều về vấn đề cuộc sống. Tôi yêu thiên nhiên, không tụ tập nhậu nhẹt, thích ăn cơm nhà và chơi với mấy con chó của mình. Lúc rảnh rỗi, tôi cũng thường đọc sách, tự nghiên cứu. Cuộc sống của tôi không ồn ào mà đơn giản như tính cách của tôi, anh nói. Diễn viên chi 5 tỷ đồng làm nơi nghỉ dưỡng ở Cà Mau. Ngoài phần đất để xây nhà, anh đào ao nuôi cá, làm chuồng trại nuôi chồn giống bán. Anh cũng trồng nhiều loại rau quả, cung cấp rau sạch cho một số nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Quách Ngọc Ngoan và gia đình nuôi số lượng lớn chồn hương. Anh dành nhiều thời gian mua chồn hương về nuôi rồi nghiên cứu, hướng dẫn em trai ruột chăm sóc chồn, cho ăn, phối giống trong khoảng 2 năm. Những năm qua, em trai là người giúp Quách Ngọc Ngoan quản lý, phát triển việc kinh doanh chồn giống. Thường bị mọi người chê ngoại hình già dặn, giảm phong độ, Quách Ngọc Ngoan nói, anh tự lập, bươn trải ngoài đời khá sớm nên thích gì đó bụi bụi hơn là phong cách bóng bẩy. Đời thường của tôi có khi mọi người sẽ nhận không ra, tôi thích ăn mặc thoải mái để hòa nhập với cuộc sống. Đi đâu cũng bóng bẩy từ đầu đến chân không khó, nhưng tôi không thích, anh tâm sự. Với điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan gần như giải nghệ 5 năm. Sau phim Người Bất Tử năm 2018, anh không tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào. Diễn viên nói anh chắt lọc với các dự án điện ảnh dù nhận được nhiều lời mời. Lý do là vì anh muốn các vai diễn thử thách và khó hơn. Anh không muốn nhận những vai diễn mà bản thân không thấy hứng thú. Diễn viên điện ảnh chúng tôi có khái niệm hoạt động nghệ thuật hơi khác với các ngành nghệ thuật biểu diễn sân khấu hay truyền hình. Có những phim đóng cả năm chỉ để ra rạp 2 tuần. Đây là lúc tôi bình lặng để nhìn nhận lại bản thân, hoàn thiện các kỹ năng về nghề mà tôi còn cảm thấy có thể còn làm tốt hơn. Hoạt động nghệ thuật của điện ảnh ngoài việc có phim ngoài rạp thì còn là những khoảng lớn thời gian âm thầm rèn giũa, anh nói. Hiếu Hoàng Hiếu Hạc trong phim Hoàng Hạc Lâu là vai diễn gần nhất của Quách Ngọc Ngoan. Phim quay giữa năm 2021 ở Lai Vung, Đồng Tháp. Nam diễn viên tiết lộ, anh đóng phim này vì Sumi, con gái chung của anh và doanh nhân Phượng Chanel, thích xem bố trên TV. Diễn viên từng chuyển hướng âm nhạc, giành giải quán quân Tình Bolero 2020. Tuy nhiên, sau cuộc thi, anh không có sản phẩm nổi bật nào. Anh nêu quan điểm về hào quang trong nghệ thuật, sự tử tế và lòng tốt mới là thứ hào quang đẹp nhất. Nghệ thuật sở dĩ đẹp bởi nó là một sự ứng xử tử tế tuyệt vời nhất của trái tim con người với thế giới này. Thứ tôi chạy theo không phải ánh hào quang mà là giá trị tinh thần của nghệ thuật. Hai năm qua, Quách Ngọc Ngoan vắng bóng ở các sự kiện chương trình giải trí. Việc diễn viên sống im ắng khiến nhiều khán giả tưởng rằng anh đang vui thú điền viên ở quê. Tuy nhiên, tối ngày 10 tháng 4, đại diện Quách Ngọc Ngoan cho biết nam diễn viên vỡ nợ, hiện không còn khả năng chi trả các khoản vay. Diễn viên stress, áp lực, mệt mỏi do vỡ nợ. Anh ấy chật vật xoay sở tiền bạc nhưng không thể gắng gượng vì sức chịu đựng đã quá giới hạn. Quách Ngọc Ngoan công khai thông tin và mong được các chủ nợ tạo điều kiện để tập trung làm việc, kiếm tiền trả nợ. Người này nói, bạn gái cũ của Quách Ngọc Ngoan, doanh nhân Phượng Chanel, nói cô mới hay tin Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ qua báo chí. Do hai người chia tay đã lâu nên nữ doanh nhân không biết nhiều việc cá nhân của chồng cũ. Cô cho rằng Quách Ngọc Ngoan gặp khó khăn về tài chính do đầu tư làm ăn không tính toán kỹ. Anh ấy làm trang trại nuôi chồn hương cùng gia đình ở Cà Mau mà vướng dịch Covid-19, bị đọng vốn hơn 20 tỷ đồng, Phượng Chanel nói.